Mà hôm bữa em vô máu, truyền máu, một bạch máu với lại thuốc đó, thì lại lên nhịp tim của bé. Và bác sĩ mới thấy là rồi chị có thai. Cái em cứ nói vậy thôi, mình hỏi bác sĩ chứ vậy em đẩy bé được không? Bác sĩ nói nếu như mà đẩy đó, thì cái bệnh của chị có thể là một bệnh đó, nó sẽ hết, nhưng mà nguy hiểm tính mạng của chị. Bữa đó ấy về thì em nói với chồng em, hai chồng khóc nhiều lắm, tại vì chồng em sợ là nguy hiểm tính mạng của em. Em nói lỡ mà tôi có chuyện gì trên nó thì tại nó, chứ giờ bỏ nó thì tội lắm. Lỡ mình có nó rồi trời thì cũng ban cho mình con, thì nói chung là cũng có ba đứa rồi, nhưng mà giờ lỡ có rồi mình bỏ nó thì tội lắm, cho nên em quyết định em giữ lại luôn. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Mười đang có mặt tại phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thì sau khi có sự giới thiệu của người hàng xóm thì Mười đến đây và để tìm hiểu và chia sẻ cái hoàn cảnh này đến quý vị và các bạn. Đây phía trước quý vị chính là cái ngôi nhà của cái hoàn cảnh hôm nay, và Mười sẽ vào bên trong để tìm hiểu rõ về cái câu chuyện. Xin mời quý vị ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ, anh Kiệt đúng rồi. Dạ phải, có vợ chồng. Ủa, chị là người ở đây hay đâu? Ở Nha Trang. Chị ở Nha Trang, chị ở trọ ở đây luôn hả? Hả? Chị sinh sống ở đây hả? Chị ở lâu chưa? Mấy năm, hỏi ông đây nào. Cho anh. Anh hỏi em ở nhà trọ lâu chưa? Anh Nam nói với anh đi. Trời ơi. Chào chị ạ. Chị là vợ của anh Kiệt đúng không? Ở dưới nhà chị. Ba đứa con của chị hả? Rồi lóc nhóc có đi học gì không? Ủa cái này là mình ở trọ đó hả? Chị ở được bao lâu rồi? 2 năm mà. Quê gốc chị là ở đâu? Dạ, quê gốc ở Tân An. Ở đâu? Tân An. Tân An, Bình Dương à? Là không có nhà cửa gì ở trọ đây đúng không? Dạ, có ba cũng có được. Bé này mấy tháng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé này được 5 tuổi. Bé này? Bé này 4 tuổi. Này bao nhiêu? Dạ, bé này gần 2 tuổi. Chị là tên gì? Dạ, Võ Thị Mỹ Hương. Năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, năm nay 27 tuổi. 27 tuổi rồi. Dạ. Ông xã đi làm ở đâu chị? Dạ, đi làm, ảnh đi làm ở bên quận 12. Đi làm công việc gì à? Dạ, phụ hồ. Là đi làm ở xa dữ à? Ở gần đây hay? Dạ, do ở gần đây làm ít tiền quá, với lại phải ăn cơm trưa đồ, còn đi làm ở ảnh thì có ăn cơm trưa thì có chị hai phụ tiền đó, cho nên ảnh đỡ được cái phần ăn cơm trưa. Dạ. Ba bác sao không đi gửi trẻ rồi cho nó khỏe bớt thôi, ở nhà sao nuôi cho nổi? Dạ tại nói chung là gửi ba đứa thì nó cũng rất là nhiều tiền cho nên. Dạ là ở nhà suốt thời gian nay à? Dạ. Của anh là ở quản lý ở đây, quản lý nhà trọ ở đây. Quản lý trọ đây à? Dạ. Vừa rồi cái hoàn cảnh tụi nó vậy tôi mới nói với Mạnh Thường Quân đâu này kia cho người ta tới, ta coi. Dạ dạ. Ồ, may quá hôm nay gặp anh ở đây là hay quá. Thì nói chung thì em cũng được biết cái thông tin là hoàn cảnh của anh chị thì thấy cũng thật sự khó khăn. Thì em cũng muốn đến đây để tìm hiểu. Anh là chủ trọ đây luôn hả? Mình quản lý giùm cái người chủ ở dưới thành phố. Dạ. Ủa chị, anh chị là ở đây lâu rồi? Ở đây cũng 2 năm hơn rồi chứ. Em cũng được biết là chị bị bệnh gì anh nè? Nói nó bị gan. Nó bị gan với sỏi mặt gì phải không? Nhiễm trùng bạch cầu rồi bị gan gì nữa. Trời ơi tôi nghe ba đứa con mà nó bệnh vậy nữa, tôi thấy tôi ớn quá, tôi muốn kêu cái Mạnh Thường Quân để coi người ta có thể là giúp đỡ cho nó có tiền để mà nó trị cái bệnh của nó trước mắt. Rồi mới có sức khỏe nuôi được ba cái đứa này. Chứ giờ mà bệnh vậy mà ngồi làm lông mi ngày có 30.000. Hồi nãy em tưởng mong bầu chứ. Thì mình cũng tính mang bầu không, hỏi nó không có, nó mẹ rồi mới mấy tháng mà nó bự như vậy. Dạ. Rồi làm lông mi thì ngày có 30.000 bạc, mà mấy đứa nhỏ này giỡn vô tình giỡn quên vậy cái đổ hết, phải mua tóc đền lại cho người ta. Trời ơi. À, rồi tôi vô đây, mỗi lần tôi vô tôi giỡn nồi tôi nói phạm chí mà không có đồ ăn phải xào mì, rồi nói thôi đổi món nghe, bữa nay mì gói mai mì tôm, tôi ghẹo ghét vậy á. Dạ. Rồi đi xin sữa, rồi kêu nó đi xin sữa rồi về cho mấy đứa nhỏ đồ uống tự, nói chung là khổ lắm, tôi thấy khổ quá. Dạ. Rồi tôi mới nói với anh Vũ nè, hỏi tìm hiểu riết mới gặp anh Vũ Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi anh Vũ mới vừa rồi mới kêu Mạnh Thường Quân đầu tái thì cũng cho gạo, cũng nói chung cũng chắc cũng cho tiền. Dạ. Nên mình cũng hỏi gì nhiều nhưng mà cũng nghe nó cũng có cho, nghe cũng mừng cho nó. Rồi cái xe thì đi làm sáng về chiều hư, giờ hư dục luôn rồi nè. Là cái xe này là của ảnh hay là của chồng hả? Này như của ông già cho mượn đi á, mà hư riết rồi. Mượn là cho luôn. Là anh Kiệt đi vậy? Ừ, đi làm mà tôi nói về cái hư riết bỏ luôn rồi đó. Dạ. Rồi có chiếc quay đỏ qua Trung Quốc đó. Dạ. Rồi giờ sửa lại, bây giờ rồi mới có tiền đó. Dạ. Mà cho đâu không biết nhiêu đó, rồi mới sửa lại rồi đi làm đỡ đi. Rồi cái xe này phải trả cho ông già, và chồng. Dạ. À, chứ không phải là của nó nữa. Dạ. Hai vợ chồng mỗi lần nó sụp lắm, nó yên vậy nè trong đó đó, rồi tôi mới lật con lại tôi thấy chịu nổi. Ủa, cái này mưa dột dột mà dột đúng không? À, cũng dột. Dạ. Đó, rồi mới sửa đỡ lại, bị mình quản lý cho người ta, mình đâu có bỏ tiền vô được. Anh là chỉ quản lý thôi chứ không phải là chủ đúng không? Chủ là với thành phố á. Với thành phố. Anh là người địa phương đây là sao? Gần đây, mình gần đây luôn mà. Mình Hiệp An còn đây. Đúng rồi, cái này thì chỉ có yêu cầu chủ người ta làm chứ còn mà cái này chắc mưa là dột chắc luôn. Phía trong nó có dột không vậy? Trong này nay ngon rồi. Nó dột ngay chỗ này xuống. Ừ, sao có ngay chỗ này không hết nữa không? Hôm bữa mấy tay tháng tư mưa lớn á, lên nó mưa nó tạt nó ngập tới trong này luôn. Cái bữa đó đi xin gạo hay đâu mà về nước nó ngập vô đây luôn, nó tạo đó chúng nhau đi xin gạo hết, tụi này dắt đi xin gạo mà. Dạ, chắc quần áo nó ướt thấy cái gì. Ừ. Nó ngập lên đó đó, cái về nước nó ủa trời ơi, sao mà anh dột giữ khăn về bắt đầu mới sửa lại. Dạ. Giống nhau mấy anh em này dắt đi xin gạo. Chẳng có năng. Tôi biết tôi đi mình cũng liên hệ những cái người nào chạy xe rồi vậy, bắt đầu người ta có chỗ nó xin gạo, người ta không có phiếu á, điện về đây. Dạ. Cái điện về đây xong bắt đầu là hú đi xin gạo dắt đi. Dạ. Nói chung là vậy khổ lắm tự. Chứ giờ bì bày như vậy thì đâu có làm được, với lại ba đứa nhỏ sao đi làm? Đâu có làm được, mà bây giờ gửi tiền nó thì mình làm không đủ tiền. Một đứa này gửi bây giờ ít nhất cũng phải là 3 triệu một tháng. Đứa nhỏ này nè. Đúng rồi. Còn mấy đứa kia là bây giờ ít nhất thì cũng phải 2 triệu, 2,5 triệu. Dạ. Thì nếu mình gửi nó vậy thì bây giờ mình ở nhà mình làm cái gì được mình làm. Chứ bây giờ nếu mình gửi nó thì mình đi làm không đủ cái tiền đó luôn. Nhưng mà sắp tới là lớn nên là phải đi học chứ. Đây thì chị này như là qua tháng 5 đi học nè. Đầu tháng 8 thì nó không biết sao ở đây nữa là tiền học hành đâu này kia đâu, tôi thấy cái tội lắm. Nói chung là tôi ở đây tôi thấy tôi tội không chịu nổi. Dạ. Ăn mì gói, xào mì, có bữa nấu miếng canh vậy bỏ mấy con rau mấy chị em này quất. Mình thấy trước mắt chứ còn thì mình cũng thường coi tình hình, mà tôi nói tôi mong ước giết mà sao tôi để tôi gặp mấy cái người Mạnh Thường Quân mà mình đâu có biết người ta ở đâu, số điện thoại đâu này kia. Dạ. Rồi mới hỏi cái hàng mà vừa rồi hồi năm trước đó, người ta cho nó tự nhiên kiếm giết mới gặp nó. Dạ. Cái nó bây giờ mình cho con số điện thoại đi, cái nó chỉ cái ông Vũ thì vô tình hơn cái ông Vũ lần trước cái quán của mình ông làm dự kiện nè. Dạ. Cái mới gặp ảnh mình nói anh Vũ về anh vô anh coi còn sao, thì anh Vũ mới dắt vô anh quay phim đồ này kia đồ xong rồi anh cho anh giới thiệu Mạnh Thường Quân đầu tới. Nó cũng đỡ vậy rồi, nói chung là rau gạo rồi cũng cho tiền chút đỉnh. Đó, thì cũng xây được vài tháng đi, nói chung là không cho vậy chứ cũng nhiều cái trị bệnh cũng chưa đủ. Tôi biết là không có đủ đâu, cái này là ít nhất là cũng phải 10 triệu đô lên chứ đâu có dứ. Đúng rồi. Đó, chứ không có ít đâu, trời ơi. Mà giờ tôi mong là tôi còn giá cho nó có bầu, nếu mà nó có bầu thì nó khỏe. Chứ mà mang cái bệnh là còn nặng nữa. Nhưng mà chị đi khám chưa? Dạ em có đi khám lại rồi. Dạ đi khám lại là bác sĩ cho nó nói là lúc trước á, là do không thấy nhịp tim của bé. Rồi em mới vô bịch máu với vô thuốc đồ á, thì lại lên nhịp tim của bé. Là siêu âm lại là có thai. Là bác sĩ mới nói là nếu như mà có thai như vậy á, là cái bệnh của em nó sẽ đỡ được phần nào. Do là ấy, nhưng mà sợ là nó nguy hiểm mạng em, nhưng mà bây giờ lỡ giờ siêu âm lại mà giờ có nhịp tim của bé rồi, giờ bác sĩ nói đãi luôn. Chứ nếu như mà bỏ bé thì không được, mà mẹ thì sẽ nguy hiểm, nhưng mà em quyết định là em giữ bé ra. Cho dù có bị thì cũng phải giữ bé được. Tại vì hồi trước đó thì em siêu âm em không thấy bé đâu. Siêu âm không biết là có bầu rồi. Tới mà hôm bữa em vô máu, truyền máu, một bạch máu với lại thuốc á, thì lại lên nhịp tim của bé. Bác sĩ mới thấy là rồi chị có thai. Cái em cứ nói vậy thôi, hỏi bác sĩ chứ vậy em đãi bé được không? Bác sĩ nói nếu như mà đãi thì cái bệnh của chị có thể là một bệnh đó, nó sẽ hết, nhưng mà nguy hiểm tính mạng của chị. Cái em mới nói là nguy hiểm em cũng đãi luôn. Tại vì nếu như mà sanh ra em có chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng phải giữ em bé. Tại vì hồi trước không có rồi thôi, giờ lỡ có thì em đãi luôn. Chứ nếu như mà bỏ thì tội lắm. Cho nên hả em dáng giữ. Hôm bữa đó ấy về thì em nói với chồng em, hai chồng khóc nhiều lắm. Tại vì hả chồng em sợ là nguy hiểm đến tính mạng của em. Em mới nói lỡ mà tôi có chuyện gì chăng nữa thì tại nó, chứ giờ bỏ nó thì tội lắm. Lỡ mình có nó rồi, chợ thì cũng ban cho mình con, thì nói chung là cũng có ba đứa rồi, nhưng mà giờ lỡ có rồi mình bỏ nó thì tội lắm. Cho nên em quyết định em giữ lại luôn. Bây giờ là chị có biết là bao nhiêu tháng không? Dạ được, bác sĩ siêu âm là được 31 tuần. Là do là lúc trước là em bị bệnh nặng ấy, cho nên hả không có, bé không có nhịp tim, không có gì hết, mình không biết được là mình có bầu đó. Rồi sau này á, mà là em mới truyền là hôm bữa là có mấy con Mạnh Thường Quân tới giúp đỡ em mới vô máu, với lại em truyền thuốc vô á, thì mới lên nhịp tim của bé, cho nên á, em quyết định là em giữ bé lại. Bây giờ cái chẩn đoán và kết quả của bác sĩ nó là chị nó có không? Dạ có. À. Dạ. Rồi bệnh dạy mang thai này hơi cực đấy. Dạ. À. Do là em cũng điều trị được thời gian cho nên nó cũng đỡ. Không, lúc trước khám là nó không có. À, tại vì do em bệnh đó, cho nên em bé nó không có nhịp tim, là mình không có hai, là siêu âm đồ bác sĩ không thấy. Bắt đầu là em vô máu với lại em truyền thuốc vô. Dạ, là mới vừa rồi, mới từng rồi á, là mới là biết được là cái kết quả mà bạch cầu nó là ở đâu vậy? Dạ nó ở trong đây luôn. Đây là do hôm bữa là em đi xét nghiệm với vô máu rồi. Bác sĩ chỉ ấy là siêu âm là bạch cầu là cái này. À. Rồi bếp ở ngoài. Dạ. Phòng này chỉ cái chừng nãy thôi. Dạ. À, 4 người ở. Dạ, 4. Trời ơi, ở đây mình nó nóng chị sao nổi. Dạ. Nói chung cũng có bất. Cái này mưa thì ngập rồi. Tối là thả cái này xuống ngủ à. Dạ. Cái niệm đó lúc trước cũng cái chống kia cho. À. À, ông xã làm được ngày bao nhiêu tiền? Dạ, ngày ảnh đi qua bển thì ảnh làm được 300, 301. Là đó là có hay là chị hai đồ cho tiền đổ xăng đó, với lại lo phần cơm. Còn ảnh làm bên đây thì ngày có 280 mà không có phải tiền đổ xăng, tự ảnh bỏ ra, với lại tiền cơm ảnh tự bỏ ra, cho nên ảnh mới đi qua bển để làm cho kiếm thêm. Dạ. Cái phòng này mình ở là 1 tháng bao nhiêu à? Dạ 1 tháng là tiền phòng là 600, tiền điện luôn đó là 1.058.000. Điện nước luôn hả? Dạ. À. Rồi, hôm nay thì em đến thăm mấy bác với lại tìm hiểu cái hoàn cảnh của gia đình. Dạ. Thì em gửi một cái chút quà của chị Hồng Cúc ở Đài Loan, có gửi dạ. cho ba bé là 500.000 để dạ. ba bé uống sữa ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Giờ thêm mong bầu nữa hả? Hơi khổ rồi đây. Tôi thấy mà chồng khắc nghiệt của tôi rung luôn, tôi hỏi giờ đi làm hay không, tôi hỏi giờ đi làm á. Ngày nào cũng sợ ngày nấy. Mà anh Kiệt nó là đi làm suốt đúng không? Chồng đi làm suốt, nói chung là chuyện đi làm lắm mà không có tan trải nổi, bị gì thấy như vậy là anh hiểu rồi, có một mình sao tan trải nổi. Còn nó làm lông mi ngày 30.000 mà khi từng lại nửa tháng mới đi giao đồ cho người ta, mà người ta phải dướng trở lại, người ta dâm trở lại tùm lum á, không có tiền. Nên tôi thấy ớn quá, tôi mới phải chịu đi làm. Chứ nếu mà khắc nghiệt trong vòng mà 1 tuần lễ là rồi xong phim luôn. Đó, là cứ mì gói, mì tôm là xin đi người ta xin. Anh chắc là đi thờ hồi, chắc là thờ á phụ. Phụ à? Chứ khở thì cũng còn đỡ đỡ một chút. Phụ thì đúng là phụ ngày ở đây thì phụ, ở đây mà phụ mà cao nhất là ngày có 280 đô lại thôi. Ừ, đúng còn rồi. Đi xa xa thì có khởi được là 300 mấy đô lên. Và ngày đi làm suốt vậy hả? Anh đi làm đi suốt. Cái xe này mà nó hư bên cầu Phú Cường mà anh để nó hết xăng mà anh để bộ vô tới đây á. À. Đây qua bên đó anh tính đi vòng vòng cũng gần cả chục cây số mà hết xăng. Rồi sáng đi chiều về sửa, sáng đi chiều về sửa riết tôi thấy tôi mệt, tôi nói trời ơi. Mà sao cái nhà này, cái máy này nó hư rồi đó. Nó hư lắm rồi, tôi nói nay còn đỡ đỡ nha, một lần nó sập liền kìa. Cái ớn lắm rồi tôi mới thấy vậy tôi mới sửa đồ lại mới sửa hả? Mưa ở đây. Còn cái bên kia là cái phòng cái gì? Bên kia cũng có người ở luôn á. Ủa sao ở đây cái nhà nó nhỏ không à? Có người ở luôn á. Ờ. Ủa cái này cũng là phòng trọ luôn hả? Ừ. Cái này cũng có anh một à, anh này ở đây thì độc thân. Đó, rồi anh cũng không có chỗ ở nên dân miền Tây á. À, giờ đi đâu rồi? Đi làm rồi. À, đi làm rồi. Đi kháo nhà, kháo cửa rồi cho người ta đó. À. Rồi anh cũng không có nhà ở nó thôi chị nó mới nó che chỗ này nè, ở đi. Đó. Cũng độc thân không có gia đình à? Không có gia đình, độc thân. Mà khổ đúng lắm rồi. Cũng khổ tan nát. Không là bên này thì không sợ dọc, chứ bên nhà cái anh Kiệt đây là bị cát luôn rồi. Đó đó, mưa nát vậy che đỡ vậy nè. Cái phòng toilet thì bên đó thì còn đây quầy quán mình đi vô đây. Dạ. Mình đi công cộng ở đây, còn bên kia mình vợ chồng dành cho vợ chồng nó thôi. Mấy đứa nhỏ. Còn rách quá cái chồng nó thấy là nó lấy cái tấm bạc đồ che đẩy đồ như nè. Rồi bạn. Ra đây cũng cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Mấy đứa sáng ăn sáng chưa? Dạ, sáng mấy đứa ăn rồi. Ăn rồi. Có trong này treo được cái võng này hay đây. Dạ. Làm mấy cái võng cho bé nó ngủ đi. Ừ. Trời ơi. Bé lớn nhất là 5 tuổi à? Dạ. Con tên gì? Con tên gì? Chú hỏi kìa. Thảo. Tên Thảo à? Ừ. Cái gì Thảo? Hả? Trắng đứa nào cũng trắng hết nha, giống mẹ đó. Không cái giống bà. À, chị thì cái thời gian mà mình khó khăn như này là chính quyền là có trợ cấp gì không? Dạ không. Không có à? Dạ không có. Ừ. Mà chị là hộ khẩu ở đây luôn mà sao không có à? Dạ hộ khẩu ở đây luôn nhưng mà không có trợ cấp gì hết. Cái đợt mùa dịch vừa qua là chồng em cũng đi xin gạo rồi. Nhưng người ta chỉ chỗ thì đi xin gạo do ổng mấy tuần ổng làm không được đó, là ổng tự đi xin gạo ổng ăn chứ nói chung là cũng không có ai cho được động nào. À, hai vợ chồng cũng cố gắng đi ấy lây lắc với lại ổng cũng có đi chở bé để đi hái rau rồi về ăn. Rồi ông xã là đi làm suốt vậy? Dạ ổng có cứ mà bình thường thì cũng đi làm suốt như vậy. Có cái vừa gọi đó là không có xe, là mượn cái xe của ông Ba Trọng là nó hư hoài. Kiểu như là ổng đi qua bển ổng làm rồi tới chiều giờ cái bữa đó tới 10 giờ đêm ổng mới về nhà được. Tại vì ổng đẩy bộ á, tự bên bển về tới nhà. Đó, ổng cũng ráng ổng để đi làm. Rồi ha, ổng cũng tự sửa xe đó ơi, như ổng chỉnh đâu vậy đó, rồi chạy được đỡ. Rồi như đợt đó có anh Vũ giới thiệu thì cô đó cũng cho được ít tiền á, ổng cũng sửa lại chiếc xe quay cũ á. Để đi làm nó đỡ hơn cái xe này. Xe này cũng mượn. Trời ơi. Nhìn đã chưa? Ở nhà với mẹ vui quá ha. Vui không? Có nhớ ba không? Ba làm sao có nhớ ba không? Bữa con đi làm theo. Con đi theo ba luôn hả? Trời ơi. Ờ. Theo ba gì cho nắng, ở nhà cho mát. Ha. Giờ con thích đi học không? Ê, con thích đi học ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ. Rồi đi học cho biết chữ sau này có công việc để giúp lại cho ba mẹ chứ. 27 tuổi mà 4 đứa, chuẩn bị là 4 đứa con rồi đấy. Tại nói chung là cái số mình sao em nói thiệt chứ không phải nói chứ cái số mình tránh con nhưng mà lại có con, còn cái số người ta muốn kiếm con mà lại không có con. Hai vợ chồng em cũng kế hoạch cũng mấy, nhưng mà do cái bệnh của em á, cho nên em thuốc đồ ấy đồ này kia nọ nó không ấy nên mới có bầu rồi. Nói chung là chồng em khổ cỡ nào cũng nói nếu như mà lỡ có con á thì để con đi nuôi, chứ không có bỏ con, tại vì nó là một, đó là cũng cái một tánh mạng của con người. Nói chung là ổng cũng gán cố gắng để ổng nuôi gia đình em, chứ ổng không cho em là bỏ em bé. Ổng nói khổ cỡ nào cũng vậy, ổng cũng gán ổng chạy bừa như thế nào để nuôi vợ con của ổng. Cảnh của mình hiện tại bây giờ nó khó khăn, thì sau cái lần này thì chắc em nghĩ cũng mình cố gắng thật, chứ còn mà nếu mà tiếp tục nữa thì chắc có lẽ là gia đình mình rất là khó khăn nhiều á. Về hiện tại bây giờ thì nhìn vô thì thấy ở cái căn nhà như thế này thì Cúa hiểu rằng là gia đình mình rất là khó khăn rồi. Tại giờ nuôi ba đứa nhỏ mà trong khi chị là bệnh tật nữa. Lúc trước là cũng đỡ, nhưng mà do là từ khi mà em phát hiện bệnh thì nó mới khó khăn hơn. Nói chung là hai vợ chồng em cũng gắng vừa trị bệnh mà vừa lo cho con. Nói chung là cũng ổng cũng gói ghém cho nên cũng không để hiếu nợ ai, để sợ nhiều khi anh biết mượn người ta 20.000 đổ xăng, người ta nói nặng nói nhẹ mình, cho nên ha ổng cũng gắng cố gắng vậy lắm. Rồi đó, mày phải lên đây, bây giờ thì là con đây. Rồi mấy đứa này sáng nay ăn cái gì? Dạ sáng có nấu mì cho mấy đứa ăn đây. Nghe anh quản lý hồi nãy, anh Hòa cứ nói là cái ăn mì tôm hoài vậy. Dạ có thùng mì, sáng thì ăn mì gói, trưa thì có nấu cơm thêm cho bé ăn. Gạo rồi còn không? Dạ gạo còn cũng được, người ta cho chứa vô cái thùng được 2 thùng. Nấu cơm rồi ăn, chứ ăn mì gói không mà nó nóng. Nói chung là ai cho em cái gì thì em tự lại mình ăn cho con mình ăn. Cái nhà này á, là điện thoại cho ông chủ nói ông làm sửa lại chứ sắp sập rồi đó. Nhìn cái cây đồ mọc hết rồi, tôn rồi nó dột không còn. Hôm nay thì cũng đến tìm hiểu cái hoàn cảnh gia đình. Sau đó thì anh cũng xin phép phải đưa những cái hình ảnh này lên trên mạng xã hội để kêu gọi quý mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp đỡ. Rồi nói về chị nha. Rồi chú về nghe con, bye bye con, bye bye con, bye bye. Bé kia sắp ngủ rồi kìa, hiu hiu mát thôi kìa.